Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước, rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là một vụ nổ gần ở thủ đô Syria là Damascus khiến cho một người bị thiệt mạng, bốn người khác bị thương. Bản tin từ Damascus cho biết thì một vụ nổ gần một trạm cảnh sát ở thủ đô của Syria đã khiến một nhân viên cảnh sát bị thiệt mạng và bốn người khác đã bị thương vào ngày thứ tư à, theo tường trình của giới truyền thông tại đây cho biết. Bản báo cáo này chỉ ra bởi Bộ An ninh nội địa vẫn không cung cấp thêm chi tiết về vụ nổ ở cái thị trấn gọi là Bazet nằm ở phía bắc của Damascus và trong đó theo báo cáo cho biết thì đã có ít nhất là phải 5 người à, cảnh sát đã bị thương và Cơ quan truyền thông của Syria là Sana cũng chỉ ra những hình ảnh cho thấy về cuộc điều tra với một chiếc xe đang bị hư hại và trong đó nhóm ủng hộ cho chính quyền đã lên tiếng và nói rằng cảnh sát đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công này. Tuy nhiên vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ nổ trên. Vụ nổ này diễn ra giữa lúc mà Tổng thống của Syria là ông Bassa Anasat đang chuẩn bị tái lập lại các mối quan hệ với thế giới Ả Rập và Syria đã được xác nhận vào thành viên của Liên đoàn Ả Rập vào ngày hôm Chủ nhật vừa qua. Sau 12 năm, họ bị ngưng lại vai trò thành viên. Và trong ngày thứ ba, thì Syria và Saudi Arabia cho biết là họ sẽ mở lại các văn phòng đại sứ của hai quốc gia ở đôi bên. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Syria ngày hôm nay, Hoa Kỳ mở cuộc điều tra báo cáo về việc có thường nhân đã bị thiệt mạng trong các cuộc không tập gần đây tại Syria. Bản tin từ Syria cho biết thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ cho biết rằng họ đang mở cuộc điều tra về báo cáo nói rằng đã có một thường dân đã bị thiệt mạng trong các cuộc không tập tại phía tây bắc của Syria. Điều này có nghĩa là nhắm vào cái mục tiêu của lãnh đạo Al Qaeda theo tường trình của giới quân sự cho biết vào ngày thứ ba thân nhân và các người ở láng giềng nói rằng người đàn ông 60 tuổi đã bị thiệt mạng vào ngày 3 tây tháng 5 sau khi có cuộc không tập vào ngôi làng ở Kokaya được xem là một khu vực ngoại ô nằm ở phía đó, à, bắc của cái tỉnh gọi là Eclip và trong đó họ nói với hãng thông tấn AP là đây là một à, nông dân đang nằm ngủ và à, với cái chuồng gà và có một số những cái à, hoạt động về nông nghiệp và không có một à, nhà dân quân nào ở xung quanh khu vực này và cuộc điều tra này sau khi mà bộ chỉ huy của hoa kỳ đặc trách ở khu vực trung đông tức là sencom đã lên tiếng và cho biết họ sẽ mở cuộc điều tra toàn diện về việc mà nhắm vào mục tiêu lãnh đạo của Al-Qaeda, tuy nhiên đã gây hại cho một thường dân tư lệnh có tên là john Moore, được xem là chỉ huy trưởng và là phát ngôn viên của sencom cho biết là hoa kỳ đang mở tiến trình điều tra về việc mà có một cá nhân gọi thường dân đã bị thiệt mạng trong cuộc không tập này chúng tôi đang tìm cách điều tra về cáo buộc là cục tấn công trên đã gây hại cho thường dân với hoạt động về dân sự ở tại khu vực phía tây bắc của Syria được biết với cái tên là White Helmet cho biết trong một bản statement là cuộc tấn công này đã khiến cho người đàn ông 60 tuổi có tên là Lovely Hassan Masto một thường dân tại đây đã bị thiệt mạng trong lúc đang nằm ngủ và cuộc tấn công diễn ra và cũng có một số những cái thú gia cầm đã bị sát hại sau khi mà cuộc tấn công này diễn ra. Đây được xem là một trong những cái cuộc điều tra mới nhất của bộ chỉ huy Hoa Kỳ ở tại Trung Đông sau khi có cáo buộc là có cái chết của thường dân. Nơi đây đang có khoảng 900 lực lượng binh sĩ của Hoa Kỳ trú đóng tại Syria hỗ trợ cho nhóm lực lượng người khớt tại đây chống lại chính quyền của Bashar al-Assad cũng như là đang tìm cách đối phó với mạng lưới Hồi giáo ISIS ở khu vực này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, người Palestine và nhóm dân quân của họ là bắn đạn rocket vào phía của lãnh thổ Do Thái sau khi mà Do Thái đã mở cuộc không tập vào giải Gaza. Bản tin cho biết thì nhóm dân quân Palestine đã bắn hàng chục đạn rocket từ giải Gaza vào lãnh thổ của Do Thái vào ngày thứ Tư. À, lần đầu tiên họ phản ứng với các cuộc không tập của Do Thái đã khiến cho 19 người Palestine đã bị thiệt mạng, bao gồm luôn ba à, gọi là chỉ huy cao cấp của lực lượng dân quân này và 10 thường dân đạn rocket đã bắn uh, air to air tức là bắn từ ở trên không xuống và nhắm vào miền nam của do thái uh, gần khu vực của tel aviv tức là một trong những cái đô thị của do thái uh, khu vực được xem là uh, đô thị ở vùng địa trung hải nằm 80 km uh, cách xa khoảng khu vực này và các uh, thường dân tại đây cho biết họ đã lắng nghe được tiếng uh, gầm thét của những chiếc đạn rocket đại truyền hình do thái cho thấy rằng hệ thống phòng công của họ đã chặn hết tất cả các đạn rocket ở trên bầu trời của uh, thành phố là tel aviv và vùng ngoại ô của Tel VIP là Ramat Gan nơi mà người dân đã phải chạy xuống hầm trú bom sau khi mà họ nghe tiếng đạn rocket đã gầm thét trên bầu trời và trong đó gần như đang có những sự căng thẳng gần đây cảnh sát cho tải cho biết họ đã được cho phép là sẽ thực hiện một cái cuộc bảo vệ cho cái cuộc diễn hành của nhóm người do thái theo chủ nghĩa dân tộc vào tuần tới và cuộc diễn hành này điều này có nghĩa là chúc mừng cho việc mà họ đã chiếm được miền đông jerusalem và người do thái xem đây là vùng đất thánh của họ mặc dù rằng cổ thành jerusalem này đang có cuộc tranh chấp giữa người do thái và người palestine Cuộc không tập này diễn ra giữa lúc mà truyền hình của do Thái cho biết là có khoảng 100 trái đạn rocket đã bắn ra và lực lượng của do Thái đã sử dụng tất cả hệ thống phòng công của họ bắn chặn tất cả những cái đạn rocket này cũng như là khuyến cáo người dân là phải vào hầm trú bom. Đây được xem là cuộc tấn công và căng thẳng dài nhất diễn ra tại giải Gaza sau khi mà do Thái đã mở một cuộc tấn công liên tục trong 2 ngày và sát hại ít nhất là ba dân quân Palestine. Đây được xem là cuộc căng thẳng mới nhất diễn ra ở tại khu vực Trung Đông đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay cái phía do thái cho biết là họ sẽ đoàn kết với lực lượng đối lập để mà bảo vệ an toàn và an ninh cho do thái tiếp theo sau việc mà sát hại được một thủ lãnh của nhóm chinh ở giải gaza vào sáng ngày hôm qua thì đảng có tên gọi là Joe Wish Power Party loan báo là họ sẽ tiếp tục làm việc với nội các và bỏ phiếu ở nghị viện của Do Thái để hỗ trợ cho cái chính quyền liên minh của ông Netanyahu. Trong một bản statement đưa ra vào ngày thứ ba, họ nói rằng là mặc dù chúng tôi ở vị trí là đối lập với lại đảng cầm quyền, tuy nhiên về mục tiêu ám sát một di viên chức cao cấp của nhóm Hồi giáo Chiên Hát, chúng tôi sẽ quay lại làm việc với chính phủ và hy vọng rằng chúng tôi sẽ có sự đoàn kết để chống lại sự đe dọa đối với lãnh thổ của do thái trong khi đó thì à, bộ trưởng bảo tồn về các cái di sản của do thái có tên là amikai eliyahu đã nói với lại một đài truyền hình tại đây và một đài radio tại đây cho biết là lãnh đạo của nhóm hồi giáo chinh tại đây đã bị thiệt mạng sau cuộc tấn công của do thái và trong một bản statement đưa ra à, họ đã gửi cho phía của ông netanyahu và nói rằng họ chấp thuận cái à, chính sách an ninh của phi Do Thái của ông Netanyahu và sẽ làm việc với lại đảng liên minh cầm quyền để bảo vệ tất cả an ninh và an toàn cho Do Thái. Một tờ báo bằng tiếng Hebrew đã lên tiếng và cho biết là các viên chức đã bắt đầu có sự phối hợp trong đó, bao gồm luôn các viên chức nằm trong nội các của ông Netanyahu là Bộ trưởng Quốc phòng Joab Galen, Bộ trưởng Bộ... Uh, ta tư pháp là Jared Levin và kể cả một bộ trưởng đặc trách về chiến lược đối ngoại là Don Demer cùng với bộ trưởng tài chánh là Benjail à Smotrich, tất cả đều làm việc chung với lại ông Netanyahu trong khi đó thì đảng đối lập cho biết họ sẽ đoàn kết với đảng cầm quyền để có thể à, thực hiện cái chiến lược gọi là bảo vệ cho do thái và gửi một lời cảnh báo tới các nhóm dân quân Palestine bao gồm nhóm Jihad và nhóm Hamas và nói rằng họ sẽ quyết định là sẽ đưa ra một thái độ cứng rắn hơn nếu như nhóm các nhóm này vẫn tiếp tiếp tục mà ở các cuộc tấn công bằng đạn rocket vào lãnh thổ của Do Thái, đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay. Và liên quan tới Âu châu ngày hôm nay đã chưa có một thỏa thuận nhanh chóng trong cái lệnh cấm vận mới nhắm vào Nga. Bản tin từ Brussels cho biết, thì các quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu đã có cuộc thảo luận đầu tiên vào ngày hôm nay thứ tư để đưa ra một cái lệnh cấm vận mới nhắm vào Nga để ngăn cản cái việc gọi là Nga đã có cuộc chiến tại Ukraine và lần này họ thể nhắm vào các cái công ty của Trung Quốc và của à, phía Iran trong việc mà xuất cản một số những cái phụ tùng và dụng cụ à, thiết bị quân sự dành cho Nga. Cuộc đối thoại của các đại sứ của EU diễn ra vào lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương và trong đó các nhà ngoại giao đã lên tiếng và những người gọi là có cái chính sách nhiều hầu đối với Nga đã tỏ ra bất mãn khi mà không làm đủ vai trò để gây thiệt hại cho nền kinh tế của Nga nhằm ngăn chặn Nga đổ tiền vào cái quần máy chiến tranh. Đây được xem là một trong những phiên họp đầu tiên của liên hiệp Âu châu sau khi họ có 10, 10 lệnh cấm vận đối với Nga và đang thảo luận trong cái lệnh cấm vận thứ 11 giữa lúc mà Nga đang chúc mừng cho ngày đại thắng cách đây hơn 70 năm khi mà đánh bại Đức Quốc xã ở tại chiến trường của Nga. Chủ tịch của Quỹ hội Âu Châu là bà Ursula de der Leyen cho biết là lệnh cấm vận mới này sẽ nhắm vào tất cả những cái uh, xung quanh nước nga, đặc biệt là những đối tác thứ ba đã hợp tác với nga và trong đó sẽ được đưa ra và phối hợp với lại khối G7. Nếu chúng ta có được những cái điều tốt ở liên hiệp Âu Châu và những quốc gia thứ ba để chấm dứt sự giao dịch đối với nga, chúng ta có thể uh, đề cử với các thành viên là lệnh cấm các cái lệnh xuất cảng các mặt hàng hóa và trong đó đây là công cụ rất tốt để có thể uh, phong tỏa tất cả cái nguồn kinh tế của nga. Bà nói thêm rằng là Liên hiệp Âu Châu cần phải ngăn cản cái việc mà gọi là di chuyển từ Nga và xuất cản ra bên ngoài, đặc biệt là trên các cái sản phẩm về kỹ thuật và các cái phụ tùng về máy bay. Giới ngoại giao cho biết là cái bản kế hoạch này đã được đưa ra bởi văn phòng của bà Von der Leyen, trong đó gần như là đã có hàng chục công ty bao gồm từ Trung Quốc, Iran, Kazakhstan và Uzbekistan có thể sẽ nằm trong danh sách cấm vận mới của Liên hiệp Âu Châu. Tuy nhiên thì hiện nay vẫn chưa có một cái thỏa thuận chính thức nào giữa 27 thành viên trong Liên hiệp Âu Châu trong việc cấm vận những quốc gia được xem là đối tác của Nga đây được xem là lần đầu tiên họ đã nhắm mục tiêu vào Trung Quốc cáo buộc rằng Bắc Kinh đã có vai trò trong cuộc chiến này một điều mà phía của Bắc Kinh đã bác bỏ hoàn toàn giới ngoại giao cho biết từ Liên hiệp Âu Châu là họ sẽ bắt đầu nhắm vào những công ty có hợp tác của uh, Nga và từ Trung Quốc và từ Iran trong đó gần như là họ uh, dự tính là có thể lên tới 500 triệu đồng euro trong việc mà cả họ đã giao dịch với lại Nga trong thời gian vừa qua đây được xem là một trong những cái uh, Chính sách mới của EU và có thể sẽ đạt được sự đồng thuận trong ngày hôm nay và trong tuần này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Đức đã bắt đầu có một cái chính sách mới dành cho giới chuyển giới mà trong đó sẽ giảm đi rất nhiều những cái yếu tố ràng buộc về pháp lý cho thành phần chuyển giới. Chính quyền của Đức trong ngày thứ ba đã đưa ra một cái bản kế hoạch mà trong đó là sẽ tạo sự dễ dàng hơn cho những người chuyển giới có thể đổi tên của họ sau khi chuyển giới. Một cái uh, quy tắc đã kéo dài vài tập niên qua và gây tranh cãi gây gắt trên cái hệ thống pháp lý của nước Đức. Trong đó thì họ dự tính có một cái gọi là Self-Determination Law tức là trong đó cho phép những người chuyển giới có thể đổi cái họ hoặc tên của họ sau khi mà họ thực hiện các cái uh, hành động chuyển giới và có những cái giải phẫu chuyển giới chúng tôi đã có một cái bước lớn để mà giúp cho mà sự công bằng hơn trong cái vấn đề gọi là đồng tính và bao gồm luôn cả những người mà có cái uh, lưỡng tính và chúng tôi sẽ giúp cho họ dễ dàng hơn trong vấn đề pháp lý khi mà họ muốn đổi uh, tên hoặc là đổi giới tính. Lúc này đã có ảnh hưởng từ năm 1981 trong đó là cho phép tất cả những người giới tính có quyền đổi giới tính. Tuy nhiên vẫn duy trì tên và họ của họ trên cái uh, giấy tờ chứng uh, các cái giấy tờ của chính phủ và trong vài năm gần đây thì uh, Đức đã bắt đầu thúc đẩy việc gọi là cho phép giới đồng tính có thể uh, dễ dàng hơn trong các cái yếu tố về pháp lý bao gồm những cái đơn uh, kết hôn hoặc ly dị hoặc là những cuộc giải phẫu chuyển giới. Đây được xem là một trong những cái uh, chính sách mới mà nhóm cực tả tại Đức đã vận động trong nhiều năm qua. Mục đích là để uh, tạo ra một cái sự dễ dàng hơn cho những người chuyển giới có thể để tên và theo cái ý của họ, họ muốn và đặt lại cái họ của họ, hoặc là những cái đơn liên quan tới vấn đề ly dị, kết hôn đều được tạo sự dễ dàng hơn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của nước Đức ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu và của nước Đức ngày hôm nay, Ngoại trưởng của Canada loan báo là Canada đang tìm kiếm cái ghế nằm trong cái hội đồng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì bà Melanie Jolie, ngoại trưởng của Canada tuyên bố rằng Canada đang tìm kiếm tranh đấu để có được một cái ghế trong Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc trong năm 2028 và năm 2030. Đây là một cái hệ thống đa phương nhằm thúc đẩy cái quyền con người và đang bị đe dọa như chưa bao giờ có và để đối phó với những tách thức này. Chúng tôi sẽ làm việc để tái xây dựng lại cái căn bản quyền con người à, thông qua cái à, cơ chế của Liên quốc. Bà đã lên tiếng phát biểu trong cuộc họp báo tại à, cái nghị viện của Canada. Và Jolie cho biết là Canada sẽ là một ứng cử viên trong à, 6 cái ưu tiên hàng đầu. Đó là bảo vệ quyền của con người, à, đồng thời sẽ bao gồm luôn việc mà chống lại chủ nghĩa à, gọi là... À, phát xích tức là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tôn trọng quyền tự do về tôn giáo làm việc để thừa nhận tất cả những cái ý kiến của mọi người trên thế giới và cũng như là sẽ thúc đẩy cái chính sách ưu tiên hàng đầu cho vấn đề quyền của phụ nữ và bao gồm luôn việc mà an toàn trên không gian mạng và có thể đối phó với tình trạng khí hậu toàn cầu và những người tị nạn về khí hậu toàn cầu chúng tôi sẽ đáp ứng cái mục tiêu này trong cái tham vọng là chúng tôi sẽ phải có vai trò ở trong cái hội đồng nhân quyền liên hợp quốc đây được xem là một trong những nỗ lực mới nhất của canada nhằm có vai trò lớn hơn trên chính trường quốc tế đặc biệt liên quan tới vấn đề nhân quyền, nơi mà Canada đã không có cái tiếng nói mạnh khi mà chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc cưỡng bức những người dân của duy Ngô nhĩ tại Tân Cương. Hiện nay thì các quốc gia khác cũng đã bắt đầu tranh vào cái ghế này, gồm có Hy Lạp cũng cho biết là họ cũng sẽ tranh vào cái ghế này. trong đây thì cái tổ chức này gồm 28 quốc gia và trong đó gồm có Canada, các quốc gia ở phía Tây Âu cũng như là Úc và New Zealand. Liên Hợp Quốc đã tạo ra cái cơ chế về hội đồng nhân quyền từ năm 2006 để thay thế cho một cái quỹ ban đặc trách về nhân quyền và mở rộng cái vai trò về nhân quyền hơn ở các quốc gia thành viên và hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã lên tiếng chỉ trích rất nhiều những cái lạm dụng về nhân quyền ở Cameroon, Eritrea Philippines và kể cả Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hoa Kỳ đã rút ra khỏi cái uh, hội đồng nhân quyền từ năm 2018 và cho rằng đã có những cái hành động chính trị hóa trong cái uh hội đồng nhân quyền này sau khi mà họ nhắm tấn công vào các cái hoạt động của người do thái và đến năm 2022 thì ông Joe Biden đã quay trở lại cái hội đồng nhân quyền đây được xem là một trong những cái vận động mới nhất của Canada đưa ra nhằm có thể lên tiếng mạnh hơn trong vấn đề gọi là nhân quyền của thế giới đặc biệt tập trung vào vấn đề Trung Quốc đang bức hại người duy ngô nhĩ tại Tân Cương đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới quốc tế ngày hôm nay, các thời sự liên quan tới vấn đề của Trung Quốc và món nợ sắp sửa bị vỡ nợ của Hoa Kỳ đã gần như thống trị trong phiên họp các bộ trưởng tài chánh của khối g 7 Bản tin từ Tokyo cho biết thì Trung Quốc đã trở thành một cái đề tài quan trọng hàng đầu trong cái cuộc thảo luận của các bộ trưởng tài chánh tại khối G7, trong đó bao gồm luôn cả món nợ của Hoa Kỳ và sắp sửa đi tới vỡ nợ. Đây được xem là một trong những cái đề tài thảo luận của các quốc gia nằm trong khối G7 tức là những nền dân chủ giàu có nhất thế giới, trong đó họ nói rằng còn quá nhiều những cái sự lệ thuộc vào các mặt hàng và nguyên liệu từ Trung Quốc, được xem là nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới và được xem là quốc gia đang nắm nhiều nhất về các cái món nợ của Hoa Kỳ và tiềm năng mà Hoa Kỳ rơi vào vỡ nợ có thể sẽ khiến cho thị trường tài chính trở nên hỗn loạn hơn, đặc biệt là sự thất bại gần đây của các ngân hàng đã dẫn tới việc mà khối G7 phải thảo luận rất nhiều về vấn đề tài chính sự đe dọa nguyên liệu từ Trung Quốc cũng như là món vỡ nợ của Hoa Kỳ, đây được xem là một trong những cái đề tài mà chúng tôi đã thảo luận gần như là phủ nằm gần như là lan động toàn bộ trong các cái nghị trình của khối G7 trước khi mà lãnh đạo của khối g7 sẽ có mặt ở hiroshima để tham dự cái phiên hội nghị thường đỉnh của khối g7 trong năm nay đây được xem là cuộc gặp gỡ của các bộ trưởng tài chánh và việc cơn khủng hoảng về nợ của hoa kỳ đang trở thành một mối nhức đầu cho phía nhật bản quốc gia chủ tọa trong cái hội nghị g7 lần này và trong một trong những cái điều then chốt mà họ muốn gia tăng là cái hệ thống về tài chánh trên toàn cầu để đối phó với tình trạng Nga đang tìm cách lẩn tránh các cái uh, lệnh cấm vận mà trong lúc mà họ xâm lăng Ukraine và nền kinh tế toàn cầu đang tiếp tục nằm ở tình trạng lạm phát cao theo tường trình của giới chức Nhật Bản cho biết. Nhật Bản hy vọng rằng khối G7 sẽ đưa ra được một số những cái giải pháp lâu dài để giải quyết tình trạng lạm phát cũng như là các cái vấn đề được xem là thời sự hàng đầu đặc biệt là họ nhấn mạnh tới việc lệ thuộc nguồn nguyên liệu và hàng hóa từ trung quốc làm cách nào để cho các quốc gia trên thế giới tránh dần cái việc ảnh hưởng từ trung quốc đây được xem là một trong những cái cuộc thảo luận của các bộ trưởng tài chánh trước khi mà lãnh đạo của khối g7 các lãnh đạo của các quốc gia này nhóm họp tại hiroshima vào cuối tháng này đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã chính thức yêu cầu Tổ chức Y tế Thế giới là mời Đài Loan vào vai trò quan sát viên trong cái Đại hội đồng Y tế Thế giới. Bản tin mới nhất cho biết Hoa Kỳ đã thúc giục uh, Tổ chức Y tế Thế giới tức là WHO là phải mời Đài Loan vào trong vai trò quan sát viên trong cái hội nghị thường niên ở Geneva, à, tổ chức bởi Đại hội đồng Y tế Thế giới và khẳng định là Đài Loan có một cái vai trò khá quan trọng trong cái việc hợp tác về sức khỏe trên toàn cầu. Đài Loan à, có đủ khả năng và họ đã đóng góp rất nhiều và họ là một nền dân chủ cũng như là họ có đầy đủ kỹ thuật và hỗ trợ rất nhiều cho cái phiên họp của Đại hội đồng Y tế Thế giới và trong đó chúng tôi mong muốn rằng Tổ chức Y tế Thế giới phải mời Đài Loan trong vai trò quan sát viên. Từ mấy năm nay thì gần như là Tổ chức Y tế Thế giới và Đại hội đồng Y tế Thế giới đã từ chối vai trò của đoàn trước áp lực của Trung Quốc và ông Anthony Blinken mô tả Đài Loan là một đối tác rất là à, hữu hiệu và trong đó là một nền dân chủ và là một cái lực lượng rất tốt cho thế giới và ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục kêu gọi sự quay trở lại vai trò quan sát viên của Đài Loan ở trên cái Đại hội đồng Y tế Thế giới và điều này có nghĩa là sẽ băng qua cái hệ thống của Liên Quốc và cũng như là hệ thống quốc tế trong đó hỗ trợ giữa lúc mà Washington vẫn tiếp tục duy trì cái chính sách quan ch China policy và tổ chức uh, Đại hội đồng Y tế thế giới đã loại trừ Đài Loan ra khỏi cái vai trò quan sát viên từ năm 2017 dưới áp lực của Bắc Kinh và tìm cách cô lập đảo quốc này giữa lúc mà đảng cộng sản Trung Quốc vẫn xem Đài Loan là một phần của lãnh thổ Trung Quốc và sẵn sàng đưa quân xâm chiếm Đài Loan bằng vũ lực Đài Loan đã có những cái hoạt động và đã có những cái hỗ trợ đặc biệt từ phía của Hoa Kỳ và trong đó về vấn đề quân sự cũng như là vấn đề kinh tế hiện nay thì à, tổ chức Y tế Thế giới không nên có những cái hành động phân biệt đối với Đài Loan đó là lời phát biểu của ông Anthony Blinken đưa ra tuy nhiên thì à, tổ chức Y tế Thế giới nói rằng ngày nào Hoa Kỳ còn duy trì cái chính sách One Policy thì ngày đó Đài Loan khó gia nhập được vào tổ chức Y tế Thế giới hoặc là vai trò của một quan sát viên đây được xem là một trong những cái vận động mới nhất của Hoa Kỳ trong năm nay để Đài Loan có được vai trò trên các cái định chế trên thế giới. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan và cuộc vận động của Hoa Kỳ. Cùng một lượt được xem là bản tin tài sự hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong ngày hôm nay. Đó là Nhật Bản đã cho khai tiễn dàn hỏa tiễn Patriot tới cái khu vực đảo Miyako nằm rất gần với đảo quốc Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết, thì à, Nhật Bản loan báo vào ngày thứ hai 8 tây tháng 5 là họ sẽ so khai triển các cái hỏa dàn à, bệ phóng hỏa tiễn gọi là MIM-104F à, của dàn Patriot à, à, hệ thống phòng thống này tới cái đảo gọi là Miyako ở tại à, gần eo biển Đài Loan. Trong cuộc họp báo vào ngày hôm thứ hai thì ông Masuno Hirozakazu được xem là đứng đầu trong bộ nội các của Nhật Bản đã loan báo là lực lượng à không quân tự vệ của Nhật Bản sẽ à, khai triển tất cả những cái dàn à, bệ phóng hỏa tiễn địa đối không gọi là Patriot và sẽ được khai triển tới khu vực ở cái quần đảo Miyako nằm ở phía nam của Okinawa và trong đó gồm có 3 vị trí sẽ được đặt tất cả những cái hỏa tiễn tầm xa và ngăn chặn tất cả những cái đe dọa từ phía của Bắc Hàn. Tuy nhiên thì lời phát biểu của ông Masuno đưa ra nói rằng là cái dàn hỏa tiễn này sẽ được khai triển trên ba cái đảo ở khu vực ở phía nam của Okinawa trong đó bao gồm luôn cả cái uh, khu vực ở gần à, rất gần với lại eo biển Đài Loan bao gồm các cái đảo gọi là Ishigaki nằm cách eo biển Đài Loan à, và cái uh, quận Yilan của Đài Loan là khoảng 249 cây số và cái thứ hai là cái uh, Miyako Island là nằm cách Đài Loan là 362 cây số từ cái uh, quận Yilan của Đài Loan và cái đảo có, có tên gọi là Yunaguni làm nằm cách Đài Loan chỉ có 130 km và đây là nơi mà phía Nhật Bản đang muốn đặt ba cái bệ phóng này để kềm chế đối với Bắc Hàn. Tuy nhiên thì nó có vẻ như là kềm chế đối với Trung Quốc nhiều hơn. Cùng một lượt trong ngày hôm nay thì Philippines đã lên tiếng thúc giục phải có một cái giải pháp sớm hơn cho vấn đề tranh chấp trên Biển Đông, đặc biệt là cái quy tắc ứng xử trên Biển Đông gọi là Code of Conduct hay là COC. Đó là những gì mà Philippines đang vận động. Tổng thống của Philippines là ông Ferdinand Marcos Jr lên tiếng cho biết là ông có thể thúc đẩy việc mà thỏa thuận giữa khối ASEAN và Trung Quốc ở trong cuộc họp tại Indonesia để có thể một có một cái bản đồng thuận liên quan tới vấn đề quy tắc ứng xử trên biển Đông còn gọi tắt là COC. Ông Marcos vừa ta hoàn tất một cái chuyến viếng thăm tới một cái thị trấn về ngư nghiệp ở tại Philippines có tên là Lapuan Bajo nằm ở phía đông của Philippines. Và trong đó, ông sẽ có mặt trong cái hội nghị thượng đỉnh của khối ASEAN được tổ chức tại Indonesia. Trong đó, ông thúc đẩy là chúng ta cần phải có một cái quy tắc ứng xử và điều này càng sớm càng tốt. Còn nếu không, thì tất cả những cái cuộc tranh chấp trên khu vực biển đông và khu vực ở quần đảo Trường Sa vẫn tiếp tục còn có những cái lỗ hổng lớn. Ông nói rằng thời gian gần đây thì đã có những cái cuộc đối đầu gay gắt giữa phía Trung Quốc và những quốc gia ở khu vực và cần phải có một cái quy tắc chung dành cho Trung Quốc và các quốc gia nằm trong khối thành viên của khối ASEAN bao gồm luôn Philippines và phải có được cái quy tắc ứng xử này và Philippines đã thúc đẩy việc mà đối thoại với Trung Quốc trong đó ông Marcos cho rằng là nó rất cần thiết cho việc mà gọi là hoạt động ngư nghiệp và khai thác các cái tài nguyên ở trên khu vực biển đông đặc biệt là khu vực quần đảo Trường Sa nơi được xem là đang có cái cuộc tranh chấp giữa năm quốc gia và một vùng lãnh thổ gồm có Philippines, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia và Brunei cũng như là đảo quốc Đài Loan. Đây được xem là một trong những cái thúc đẩy mới nhất của Philippines đưa ra sau khi mà đã có cuộc đối đầu gay gắt với Trung Quốc ở bãi cạn gọi là Second Thomas Rift. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, Trung Quốc cho biết là cả lực lượng rocket của họ đã tham gia cùng với lại cái hàng không mẫu hạm Sơn Đông và các tàu khinh hạm, khu trục hạm của họ tập trận ở phía Tây của Thái Bình Dương và nằm rất gần ở đảo Guam, nơi có căn cứ của Hoa Kỳ. Bản tin mới nhất từ phía của Trung Quốc cho biết thì lực lượng PLA và đã, cái lực lượng rocket của họ đã tham gia tập trận chung với lại đoàn tàu tấn công của Trung Quốc bao gồm luôn hàng không ngõ hạm Sơn Đông à, ở gần khu vực à, căn cứ hải quân của Hoa Kỳ tại đảo Guam và trong đó gần như là đang phô trương sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Việc này diễn ra giữa lúc mà đài truyền hình CCTV của Trung Quốc đã cho thấy cái à, hoạt động ở trên bờ biển này và họ có cuộc tập trận khoảng 30 ngày ở phía tây Thái Bình Dương và được xem là cuộc tập trận chưa từng có phối hợp với lực lượng rocket của Trung Quốc và các cái cánh không quân của Trung Quốc. Cuộc tập trận này nằm cách khoảng 400 hải lý ở phía Tây tây Bắc của phía đảo Guam vào tháng trước và trong đó bao gồm luôn chiếc hàng không hạm Sơn Đông, các chiếc khu trục hạm của Trung Quốc có tên cái thai, thai 055, 052D, và kể cả 054E chiếc khinh hạm này và cũng như là một trong những cái uh, chiếc tàu gọi là, tiếp, uh, gọi là uh, tiếp vận của Trung Quốc và trong đó họ nói rằng là, là cuộc tập trận này diễn ra ở phía tây của Thái Bình Dương. Đây được xem là cuộc tập trận khá lớn của Trung Quốc nằm gần đảo Guam nơi mà được xem là đã có cái căn cứ chỉ huy của Hải quân Hoa Kỳ ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương và theo tường trình từ phía đài cctv cho biết thì cuộc tập trận này bao gồm luôn việc bắn thử các cái hỏa tiễn gọi là chống tàu chiến và các hỏa tiễn có cái tầm xa đây được xem là một trong những cuộc tập trận ở trung quốc bên ngoài lãnh hải của trung quốc và nằm ở nam thái bình dương và gần khu vực của đảo Guam cũng như là các cái đảo quốc nằm ở nam thái bình dương đó là bản tin liên quan tới tình hình của trung quốc ngày hôm nay và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Trung Quốc đã từ chối không cho nhập cảnh đối với một nhà lập pháp thuộc đảng Nhân dân Đài Loan bản tin mới nhất cho biết thì một nhà lập pháp của đảng Nhân dân Đài Loan tức là Taiwan People Party gọi tắt là TPP có tên là Lai Linh đã bị từ chối không được nhập cảnh vào Trung Quốc sau khi mà bà này có những lời chỉ trích đối với Trung Quốc bà Lai đã là có một cái chuyến bay là bay tới tỉnh khu vực Hạ Môn của tỉnh Phúc Kiến vào ngày thứ ba tuy nhiên tại phi trường thì giới chức di trú nói với bà rằng là các cái Chứng từ về du lịch của bà đã bị hết hạn và bà không có được phép bước chân vào lãnh thổ của Trung Quốc và đây là một trong những cái hành động mới nhất mà Trung Quốc đã nhắm vào những nhân vật có những cái ngôn ngữ được xem là chỉ trích mạnh mẽ về việc Trung Quốc đe dọa tới đảo quốc Đài Loan. Hiện nay thì các công dân của Đài Loan di chuyển vào Trung Quốc đều phải có những cái giấy phép hợp pháp và trong đó họ đòi hỏi là phải có cái uh, giống như một thứ visa nhưng mà chưa phải là visa nó chỉ là hình thức bán chính thức của visa và trong tháng tư thì ngoài ra thì có một uh, ứng cử viên khác cũng đã có cái chuyến công uh, uh, bay tới Trung Quốc nhưng đã bị cản trở và không cho phép nhập cảnh vào Trung Quốc ngay sau khi mà có cuộc gặp gỡ giữa bà Thái Anh Văn và chủ tịch của Hạ viện Hoa Kỳ là ông Kevin McCarthy. Ngoài ra thì uh, Trung Quốc đã có lệnh cấm vận đối với một số những nhân vật thuộc các các tổ chức chiến lược và các giới chức và cựu giới chức của Hoa Kỳ, bao gồm luôn Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất của Trung Quốc nhằm để mà trả đũa với Đài Loan khi mà Đài Loan thúc đẩy một cái việc gọi là độc lập cho đảo quốc Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, Bắc Kinh đã lên tiếng đe dọa tới Liên hiệp Âu Châu và nói rằng những à, hoạt động cứng rắn của Liên hiệp Âu Châu có thể sẽ gây tai hại cho quyền lợi của Âu Châu tại Trung Quốc. Ngoại trưởng của Trung Quốc là Tần Cương lên tiếng cảnh cáo là sẽ có một cái tiềm năng nguy hiểm, Âu Châu phải đối diện nếu tiếp tục đi theo đuổi một cái gọi mà họ gọi là tư tưởng chiến tranh lạnh mới, trong đó gần như là đã đơn phương cấm vận đối với việc mà họ đã có hỗ trợ cho Nga ông Tần Cương đã không nhắc tới Hoa Kỳ tuy nhiên ông ta cáo buộc rằng quốc gia này đã đưa ra cái tư tưởng đối đầu và hành động đối đầu và khuyến cáo Âu, Câu, Âu Châu là nên giảm đi tình trạng cái chiến lược và nguy hiểm này ở tại Berlin vào ngày thứ ba đây được xem là một trong những cái đòn gọi là à, thao túng âu châu và tìm cách phân hóa âu châu của trung quốc khi tần cương có mặt tại âu châu và ông ta nói rằng là ông ta sẽ làm việc với lại à, ngoại trưởng của đức là bà anna lena babot trong lúc mà ông ta nói rằng là âu châu cần phải bảo vệ quyền lợi của âu châu thay vì đi theo cái chính sách tư tưởng chiến tranh lạnh của hoa kỳ mặc dù ông ta không nhắc tới hoa kỳ điều này diễn ra sau khi mà bà babot đã lên án gây gắt hành động Trung Quốc đã đe dọa tới đảo quốc Đài Loan và việc mà Trung Quốc đã không lên án Nga trong cái cuộc chiến tại Ukraine và bà đã từng tới Trung Quốc vào tháng trước và đã có những cái ngôn ngữ rất mạnh để chỉ trích nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Nay thì Tần Cương lại bay qua Âu Châu để vận động Liên Hiệp Âu Châu nhằm giảm đi cái chiến lược của Hoa Kỳ là bắt đầu tách rời cái nền kinh tế của Trung Quốc ra khỏi khối Tây Phương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Âu Châu và của Trung Quốc ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, việc xuất cản của đồng của Úc đang hy vọng sẽ quay trở lại Trung Quốc kể từ khi nó bị giới hạn từ năm 2020. Và hy vọng rằng lệnh cấm này sẽ chấm dứt. Bản tin mới nhất cho biết thì các nhà xuất cảng về đồng của Úc trị giá khoảng 40 triệu Mỹ Kim có thể sẽ quay trở lại Trung Quốc năm nay sau khi mà đã bị ngăn cấm từ năm 2020 kể từ khi đại dịch bùng nổ. Úc đã cho thấy rằng là cái mức xuất cảng đồng trị giá 60.5 triệu Úc Kim tức là 41.4 triệu Mỹ Kim có thể sẽ được gửi tới Trung Quốc vào tháng Giêng, tức là đầu năm tới, theo dữ liệu cho biết. Và điều này là được xem là quay trở lại cái thị trường xuất cảng đồng của Úc sau khi nó bị ngưng lại năm 2020. Tiếp theo, việc Úc đã yêu cầu là phải điều tra nguyên thủy của đại dịch và dẫn tới việc Trung Quốc trừng phạt kinh tế và ngăn cản rất nhiều các mặt hàng của úc xuất cảng vào thị trường của trung quốc trong đó bao gồm luôn cả than đá và đồng nay thì trung quốc đã bắt đầu có những cái hoạt động khác và bắt đầu mở cửa lại cho thị trường xuất cảng của úc vào thị trường của trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của trung quốc ngày hôm nay và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bản tin này và bây giờ như thường lệ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment và thảo luận trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì cảm ơn tất cả những khán thính giả nào đã nhận được tạp chí quốc phòng và đã gửi email báo cho tnp biết là quý vị đã nhận được tạp chí quốc phòng cảm ơn những khán giả đã ủng hộ cho tạp chí này và những quý vị nào muốn theo dõi tất cả những biến động tại á châu đặc biệt những cuộc đối đầu hoặc là những cuộc tập trận tại đây với hình ảnh đầy đủ và chi tiết rõ ràng hơn thay vì bản tin hàng ngày trên tnp channel Quý vị có thể đặt đơn đặt hàng với lại tạp chí Quốc phòng, một tạp chí quốc phòng đầu tiên của người Việt ở hải ngoại, chuyên về các tin tức quốc phòng ở Á châu Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Quý vị có thể liên lạc qua cái địa chỉ email trần nhật phong đạo diễn @yahoo.com. Tôi nhắc lại, trần nhật phong đạo diễn @yahoo.com để biết thêm chi tiết về tạp chí Quốc phòng và đây là tạp chí mỗi tháng một lần toàn bộ là trang màu có đầy đủ tất cả những chi tiết liên quan tới những biến động tại Á Châu Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều và bây giờ tự nhiên lần thường lệ chúng ta vẫn bước qua cái phần đọc comment và thảo luận và nhớ cái địa chỉ email nếu quý vị muốn mua tạp chí quốc phòng trần nhật phong đạo diễn at yahoo com nằm ngay trên màn hình của quý vị rồi china đưa hàng không mẫu hạm sơn đông đi ra tập trận china cũng đưa ra thông điệp đến hoa kỳ và china cũng có hàng không mẫu hạm Nó no, họ có ba cái rồi có điều lần tập trận này di chuyển xuống ở gần đảo Guam, tức là Trung Quốc đang tìm cách gây ảnh hưởng về quân sự ở Nam Thái Bình Dương, nơi mà Trung Quốc đã ký một cái hiệp ước về quốc phòng với lại phía quần đảo Solomon. Quần đảo này trước đây có ban giao với Đài Loan, nhưng mà sau đó năm 2020 họ cắt bỏ ban giao với Đài Loan nối kết với Trung Quốc và năm 2021 họ ký một cái hiệp ước về quân sự với Trung Quốc. Trong đó Họ cho phép quân đội Trung Quốc và công an Trung Quốc có thể nhập cảnh mà không cần chiếu kháng và có thể mang vũ khí vào quần đảo Solomon. Tôi nghĩ lần này hàng không mẫu hạm của Trung Quốc hoạt động ở khu vực này cùng với lại cái uh, đội rocket của họ đó, cái đơn vị rocket của họ là rõ ràng họ đang muốn có cái uh, tầm ảnh hưởng của họ ở Nam Thái Bình Dương nha. Đây là cái uh, hoạt động của Trung Quốc và nằm rất gần của đảo Guam. Rồi tiếp tục... À vào thời cựu tổng thống trump do thái và palestine không có xảy ra xung đột biên giới à, đảng dân chủ cầm quyền biên giới gaza lại xung đột về tranh chấp là bởi vì ông trump dứt khoát trong một bên ông không có nhân nhượng đối với những cái nhóm hồi giáo được xem là tổ chức khủng bố trong đó gồm có nhóm hồi giáo hamas và nhóm hồi giáo Chinh tuy nhiên joe biden thì thỏa hiệp với những nhóm này và joe biden vẫn tiếp tục nói chuyện với lại những cánh chính trị của nhóm này nhóm này có hai cánh một cánh vũ trang một cánh chính trị một mặt thì họ sử dụng chính trị để mà tìm cách gọi là bảo vệ cho cái vùng lãnh thổ giải gaza của palestine một mặt họ cho nhóm dân quân vũ trang mỗi một ngày vẫn bắn đạn rocket vào lãnh thổ do thái do đó ông trump ông đã, ông đã dứt khoát ông cắt một bên và ủng hộ hoàn toàn cho do thái điều này dẫn tới là đám palestine này không dám hó hét nhưng khi đảng dân chủ lên joe biden thỏa hiệp với cánh chính trị của hamas và của chiên hát thì họ lại có cớ và có được khuyến khích lại tiếp tục mở cuộc tấn công vào giải Gaza nha. À. Trung Cộng có giỏi thì tấn công Đài Loan và đồng minh đi chứ tập trận làm gì cho mất thời gian. No, tập trận là phô trương sức mạnh quân sự. Bắc Kinh đang sử dụng các cuộc tập trận để uy hiếp những quốc gia nhỏ ở Á Châu, trong đó có ở Biển Đông và ở Nam Thái Bình Dương. Thì quý vị họ tập trận là để uy hiếp những quốc gia này chứ không phải mục đích là Đài Loan. Tuy nhiên thì trong cái bài phân tích tin Nhật Ký ngày hôm nay của tôi liên quan tới Nhật lắp đặt tất cả những dàn Patriot ở ba cái đảo nằm gần Đài Loan cho thấy rằng là, Trung Quốc muốn tấn công Đài Loan không dễ đâu. Nhật sẽ can dự trực tiếp đó nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Wow lướt qua một số. Ok. Nếu Hoa Kỳ vỡ nợ có thể phân tích mặt lợi và hại. Chả có lợi gì cả. Hoa Kỳ mà bị vỡ nợ thì hại nhiều hơn lợi, không có lợi gì cả. Tất cả hại mà nó không những hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ mà nó còn hại cho nền kinh tế trên toàn cầu. Do đó, nếu mà Hoa Kỳ đi vào vỡ nợ vào ngày 1 tây tháng 6 này thì nó là một cái đại họa cho cả thế giới. Joe Biden đã không muốn thỏa thuận. Phía đảng Cộng Hòa đã đưa ra bản kế hoạch và họ đồng ý là tháo gỡ cái giới hạn nợ trần thêm 1.500 tỷ Mỹ Kim tức là họ đã đồng ý tháo gỡ nợ cái giới hạn nợ trần nhưng bù lại họ bắt Joe Biden là phải cắt giảm chi phí của liên bang Joe Biden không chịu tại vì ông ta biết trước sau phải cắt giảm bây giờ ông ông ta không biết cắt giảm chỗ nào tại vì cắt giảm chỗ nào đều bị mất phiếu hết hôm trước tôi có phân tích cho quý vị thấy là cắt giảm chỗ nào Joe Biden đều bị mất phiếu do đó ông ta lơ là ông ta không muốn nhắc tới và ông ta muốn dùng cái đó để uy hiếp cả nước Mỹ luôn. Chính ông ta dùng cái nợ trần quốc gia để làm con tin uy hiếp. Nhưng mà ông ta chụp bủ lại đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa đã đưa ra là họ đồng ý tăng thêm 1.500 tỷ Mỹ Kim rồi. Vấn đề là ông ta không chịu thách cái điều Ông ta muốn lấy 1.500 tỷ nhưng mà không muốn cắt chạm cái gì hết. Thì quý vị, mức thâm tụng về ngân sách quốc gia sẽ tăng, càng tăng hơn. Trong khi đảng Cộng Hòa đưa cái lộ trình là 1.500 tỷ tháo gỡ này thì sẽ giúp cho phía của Hoa Kỳ tiết kiệm được 4.500 tỷ Mỹ Kim trong vòng 10 năm tới về mức thâm thủng ngân sách. Ông ta không chịu nha. Rồi tiếp tục. Nếu Đại hội Đồng Liên Quốc không cho Đài Loan vào Y tế Thế giới, Đài Loan à, đóng góp ngân sách vào Y tế Thế giới, Đài Loan không có vai trò gì thì bất công cho Đài Loan quá. Đài Loan thì chưa đóng góp ngân sách tại vì họ không phải là thành viên họ không có trách nhiệm đóng góp ngân sách cho hội tổ chức y tế thế giới nhưng họ giúp cho rất nhiều quốc gia khác về các cái thiết bị y tế cũng như là các cái trong cái thời gian chống chống dịch và họ có nghiên cứu rất nhiều về các cái cái vi khuẩn và các cái bệnh dịch bởi vì Đài Loan nằm gần Trung Quốc và tất cả những cái đại dịch bùng nổ trong thời gian gần đây đều xuất phát từ Trung Quốc từ cái uh, dịch bệnh Sa rồi uh, dịch cúm gà dịch cúm heo cho tới cái covid này nó đều xuất phát từ Trung Quốc. Và các bác sĩ Đài Loan họ nghiên cứu rất nhiều về sinh học. Và họ cái nghiên cứu và cái giám sát họ rất có lợi cho tổ chức y tế thế giới. Tại vì tổ chức y tế thế giới họ không có đủ thông tin từ Trung Quốc, Trung Quốc chặn hết. Nhưng mà sao quý vị, tổ chức y tế thế giới nó có nhiều thành viên và đa số ở đó đều là chư hầu của Trung Quốc họ bỏ phiếu chống. Và 4 năm nay rồi, từ 2019, 20, 21, 22, Trung Quốc đều trận. Trung Quốc đều trận không cho Đài Loan vào. Thì nếu năm nay mà Hoa Kỳ thất bại nữa thì tôi nghĩ rằng sẽ ép Joe Biden đi tới mức là xóa bỏ One China Policy. Chỉ có xóa bỏ One China Policy chính thức ban giao với Đài Loan thì lúc đó Liên Hợp Quốc sẽ không còn chọn lựa. Còn nếu mà ngày nào Hoa Kỳ vẫn còn giữ One China Policy, Liên Hợp Quốc sẽ không nhận Đài Loan. Tại vì họ dựa trên cái điều đó. Và đại dịch bùng nổ cũng bị điều đó. Quý vị nhớ tháng 12 năm 2019, bác sĩ Đài Loan đã báo cho Tổ chức Y tế Thế giới biết về tình trạng lây nhiễm từ loại vật qua lại người của cái con coronavirus này. Nhưng mà Tổ chức Y tế Thế giới cầm cái tập tài liệu đó dùng cho thùng rác. Bởi vì lý do Đài Loan không phải là thành viên Và dẫn tới đại dịch trên toàn cầu Lý do mà Liên Quốc nói là bởi vì Các anh còn thừa nhận cái One China Policy Tức là Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc Nếu mà Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc Thì Trung Quốc đã có đại diện ở, ở đó rồi Cần gì tới Đài Loan nữa Do đó cuối cùng cái điều then chốt là Joe Biden phải xóa bỏ One China Policy chứ không thể nào nói ô oh, chúng tôi tuân thủ cái one china policy nhưng mà chúng tôi muốn đài loan có cái vai trò ở liên hợp quốc liên hợp quốc là cái tổ chức của các quốc gia chứ không phải hội đoàn bây giờ đài loan không thừa nhận là một quốc gia thì làm sao làm thành viên được tại vì cái tổ chức này gọi là liên hiệp quốc tức là liên hiệp của các quốc gia thì chỉ có các quốc gia mới làm thành viên thôi Do đó, tôi thì tôi không trách cái tổ chức y tế thế giới hay là cái đại hội đồng y tế thế giới mà tôi trách là cái One China Policy này nó vẫn là một cái cản trở lớn cho Đài Loan. Trừ khi xóa bỏ One China Policy. Thừa nhận Đài Loan là một lãnh thổ độc lập. Lúc đó, Liên Hiệp Quốc sẽ có thái độ khác nha. Rồi tiếp tục. À... Khu vực Thái Bình Dương tại sao Trung Cộng tập trận gần đảo Guam vậy Mỹ không lên tiếng, nước nào cũng được tập trận Anh anh phong giải thích giác nó là biển quốc tế. Nó nằm gần đó nhưng nó không thuộc về lãnh hải của quốc gia nào hết. Biển quốc tế thì ai muốn làm gì làm. Và Hoa Kỳ cũng đang thúc đẩy cái chủ trương này tự do hàng hải mở rộng ở trên vùng biển quốc tế. Cho nên Trung Quốc có quyền tập nó là biển quốc tế mà. Nó không thuộc về lãnh hải lãnh thổ của quốc gia nào hết. Nó là hải phận quốc tế. Hải phận quốc tế thì muốn làm gì thì làm, biển là đừng có vi phạm quy tắc quốc tế vi phạm đó là gì là những cái buôn chất cấm những cái tội ác xuyên quốc gia thì nó vi phạm hay là thử nghiệm nguyên tử thì có thể vi phạm quy tắc quốc tế còn nếu không đụng tới những điều này ở trên hải phòng quốc tế quý vị muốn làm gì làm chứ nha ok rồi tiếp tục ok à. ok úc một chân đạp hai tiền nha chú vừa lên án tàu cộng vừa xuất cảng đồng đó Thật sự quý vị, nó họ đã bị ngưng lại và bây giờ cái chính quyền của ông Anthony Albany ông ta có một cái chính sách mềm dẻo với Trung Quốc. Và bà Penny Wong cũng là một người có chính sách mềm dẻo với Trung Quốc. Do đó nó ngược lại với cái ông Scott Morrison trước đây. Scott Morrison là cứng rắn. Còn bây giờ thì cái chính quyền của Đảng Lao động nó mềm dẻo. Thì bây giờ Đức Úc vẫn phải xuất cản thôi. Thì ông ta muốn là cuối cùng ạ à. họ chỉ muốn là xuất cản thôi. Nhưng mà họ không biết rằng họ đang tiếp tay cho Trung Quốc để duy trì cái sự gọi là banh trướng của Trung Quốc nha. Có phải do chính sách không thân tiện của Biden khiến cô Ả Rập không theo Mỹ, à, không chú Phong, họ vừa tiếp cập ngoại giao với Syria? Tôi nghĩ rằng do chính Joe Biden. Dưới thời của ông Trump, không những là khối này là một khối đồng minh đối tác vững chắc của Hoa Kỳ mà ông Trump còn giúp cho Do Thái kết nối bàn giao với những quốc gia này. Ngược lại dưới thời của Joe Biden, ông ta đẩy những đối tác của Hoa Kỳ ra xa. Saudi Arabia, vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bởi vì đây là những quốc gia có cái khuynh hướng bảo thủ, không chấp nhận những giá trị cực tả, cực tả cấp tiến. Ông ta đẩy ra. Và chính vì ông ta đẩy ra, cho nên những quốc gia này họ đâu cần thiết nữa họ có thể uh, mở cửa cho Trung Quốc vào gây ảnh hưởng ở đây. Họ nhận lại Syria làm thành viên. Đây là sự thất bại của chính sách ngoại giao của Joe Biden đó nha. Yeah. Rồi tiếp tục à. Wow, lúc qua một cái. Tại sao bên Cộng hòa không cản trở những chính sách của Đảng Dân chủ có chứ? Nhưng mà Cộng hòa nắm đa số ở Hạ Viện Còn đảng Dân Chủ nắm đa số ở Thượng Viện Thì bây giờ Cộng hòa phản đối Nhưng mà lên tới Thượng Viện Thì phía Dân Chủ làm ngược lại Cộng hòa vẫn phản đối những chính sách này chứ Nhưng mà có điều là Cộng hòa chỉ nắm bên quyền của Hạ Viện thôi Còn Thượng Viện là đảng Dân Chủ nắm Rồi ghế hành pháp Là phía của Dân Chủ nắm cho nên cái sự cản trở của đảng cộng hòa chỉ giới hạn có điều họ nắm cái điều then chốt là ngân sách quốc gia ngân sách quốc gia là được đưa ra và soạn thảo từ hạ viện thì họ nắm được cái đó nổi cái đó không đủ để cho đảng dân chủ phải thay đổi đường hướng của họ rồi nha lời nói của ngoại trưởng mỹ về đài loan gia nhập thu có ảnh hưởng nhiều không không tôi biết năm nay vẫn thất bại như thường 4 năm liên tiếp Hoa Kỳ vận động rồi và cả Liên Hiệp Âu Châu cũng đã lên tiếng luôn. 27 quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu cộng với Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ nhưng vẫn không đủ số phiếu để can thiệp cho Đài Loan. Tại vì đa số còn lại vẫn lấy danh nghĩa One China Policy để bỏ phiếu chống. Chính vì vậy, 4 năm nay Đài Loan không gia nhập được. Và năm nay tôi nghĩ cũng thất bại luôn. Năm nay cũng thất bại luôn. Và phía Trung Quốc lại có thêm ít nhất là một lá phiếu của Honduras. Tại vì Honduras trước đây là ban giao với Đài Loan, họ bỏ phiếu cho Đài Loan, bây giờ họ cắt bỏ ban giao với Đài Loan, họ đi với Trung Quốc thì họ bỏ phiếu cho Trung Quốc. Thì quý vị, vấn đề ở chỗ là cái One China policy. Chừng nào xóa bỏ cái One China policy thì lúc đó mới nói chuyện được. Ngày nào mà cứ nói chúng tôi tôn trọng quan China policy thì dẹp đi. Cái cơ chế liên quốc nó sẽ không nhận Đài Loan vào đâu. Tại vì các quốc gia mà đi theo phía bỏ phiếu cho phía Trung Quốc á, họ sẽ dùng danh nghĩa đó. Họ nói ủa, Đài Loan đâu phải là quốc gia độc lập đâu. Nếu cho Đài Loan vô là cho Palestine vô. Cho Palestine vô là phải cho Taliban vô. Rồi cho Taliban vô là phải cho lại các quốc gia khác Họ nói như vậy thì bây giờ Mỹ lấy, lấy gì đỡ Taliban là một chế độ không được thừa nhận tại Afghanistan mà Nhưng nếu cho Đài Loan vô Tại vì Đài Loan không phải là một quốc gia Thì phải cho những cái quốc gia kia vô luôn Thì lúc cuộc cái vị Nó sẽ lật ngược tất cả những quy tắc Trừ phi Xóa bỏ One China Policy Thừa nhận Đài Loan là một đảo quốc độc lập Thì lúc đó Liên Quốc mới nhận Đài Loan khi Liên Quốc nhận Đài Loan thì tất cả các cái định chế Liên Quốc đều nhận hết. Vấn đề là ở chỗ là đừng tôn trọng cái One China Policy nữa. Dẹp nó qua một bên đi. Xóa bỏ nó đi. Còn bây giờ nói vận động nhưng cuối cùng thì vẫn giữ cái đó. Thì nothing to do. Okay. Nếu đồng Hoa Kỳ vỡ nợ, đồng Mỹ Kim sẽ mức giá không? Tôi nghĩ rằng là sẽ không có tình trạng vỡ nợ. Tại vì cuối cùng Joe Biden sẽ phải thỏa hiệp với đảng Cộng Hòa. Đảng Cộng Hòa đã làm xong cái vai trò của họ. Họ đã đưa ra thêm 1.500 tỷ rồi. Vấn đề là Joe Biden phải thỏa hiệp. Tại vì nếu mà vỡ nợ ngay trong giai đoạn này, chính ông ta đốt hết tất cả những gì ông ta đang có. Nếu ông ta để cho Hoa Kỳ đi tới tình trạng vỡ nợ, bởi vì người dân Mỹ... Họ không có Họ không có nghe cái lời của phát biểu đâu Họ nhìn vào vấn đề thôi Bây giờ đảng Cộng Hòa đã tháo gỡ Nội trần thêm 1.500 tỷ Tức là đảng Cộng Hòa đã đồng ý Nhưng đảng Cộng Hòa buộc chính quyền Là phải giảm đi tất cả những chi phí Để cắt giảm Cái thâm thủng ngân sách Thì điều đó chính đáng Điều đó là chính đáng còn Joe Biden bây giờ muốn tháo gỡ nhưng mà không muốn giảm một cái gì hết thì nó sẽ tăng cái nợ trần lên và cái thâm thủng ngân sách nó còn tăng cao hơn trong những năm tới nữa. Cuối cùng dân Mỹ nó ủa, đảng Cộng hòa đã đồng ý rồi, tại sao ông không đồng ý? Thì khi vỡ nợ như vậy, trách nhiệm nằm ở tổng thống, hành pháp. Cho nên cuối cùng Joe Biden đợi tới giờ chót sẽ tìm cách thỏa hiệp thôi. Ông ta không muốn bây giờ ông ta dùng Chenet Jolin đi vận động các tổng giám đốc bây giờ các tổng giám đốc các công ty lớn có lên tiếng đi nữa thì đảng cộng hòa vẫn dứt khoát chúng tôi đã tháo gỡ rồi chứ không phải là chúng tôi ngưng lại chúng tôi không cho tháo gỡ nhưng mà kèm theo cái việc tháo gỡ đó là phải giảm đi chi phí thì bây giờ dân Mỹ nhìn vô và các đại công ty nhìn vô họ nói Ồ, vậy thì ông cắt giảm chi phí đi ông muốn có thêm 1.500 tỷ Mỹ kim vay ra để trả nợ thì ông phải chấp nhận Đó là quy tắc đi vay nợ Đâu có thể nào mà vay nợ nó Ê mà tao tới vay nợ mày Không được tính tiền lời Không được quy định ngày trả nha Có thằng con nợ nào mà đi đòi, đòi hỏi kiểu đó không quý vị Bây giờ quý vị coi quốc hội là chủ nợ Ok tôi cho anh thêm vay thêm 1.500 tỷ Với điều kiện ABCD Đồng ý thì lấy không đồng ý thì thôi Bây giờ Joe Biden ở thế đi vay nợ Đâu có con con nợ nào đi vay nợ mà bắt chủ nợ là Ê, mày không được tới nhà tao, mày không được đặt phân lời, mày không được đặt thời gian trả nợ, 100 năm sau tao trả cũng được nữa. Mày thích mày cho tao mượn, mày không thích rồi thôi. Trong khi mình đang mang nợ, mình đang cần tiền, có con nợ nào đặt điều kiện kiểu đó không? Có con nợ nào đi đặt điều kiện với chủ nợ kiểu đó không quý vị? Xưa nay đặt quy tắc là chủ nợ. Thì bây giờ hạ viện là nơi hoạch định ngân sách tháo gỡ nợ trần quốc gia hay không và cái giới hạn của nó là do hạ viện thì hạ viện là ông chủ nợ thì bây giờ tôi nói cuối cùng là gì chô bên sẽ phải thỏa hiệp bởi vì nếu như mà xảy ra tình trạng mà khủng hoảng kinh tế và hỗn loạn kinh tế trách nhiệm ở hành pháp trách nhiệm ở hành pháp và bộ tài chính do đó quý vị họ bây giờ họ đang nghĩ tới cái tu chính án số 14 cái điều khoản trong tu chính án số 14 là có thể bỏ mặt cái uh, bỏ mặt cái uh, cái, uh, cái đề nghị của quốc hội và thả luôn cho việc vỡ nợ. Thì quý vị, điều này sẽ mang tới một cái đại họa lớn. nha. Yeah. Rồi tiếp tục. vào wow. à. Nếu Hoa Kỳ hủy bỏ chính sách một nước Trung Quốc uh, có chuẩn bị kế hoạch Trung Quốc làm liều không anh? Thứ nhất lầu năm góc là con khỉ gì cho tôi biết lầu năm góc là cái con khỉ gì trước khi tôi trả lời chỉ lầu năm góc này ở mỹ không có ở mỹ có ngũ giác đài ngũ giác đài bắt buộc phải có chiến lược và nhật đã làm ok ok tiếp tục à uh, It's also a law wanting to support Taiwan right to sell uh, Thật sự quý vị, bên phía của Hoa Kỳ là bây giờ chỉ cần cho Joe Biden ký cái xác lệnh đó thôi. Xóa bỏ One China Policy. Thì tôi bảo đảm với quý vị, mọi việc khác đi hết. Nhưng mà Joe Biden không muốn xảy ra cuộc chiến đối đầu với Trung Quốc trong giai đoạn ông ta cầm quyền. Ông ta không muốn. Chính điều này nó dẫn tới tình trạng mà ông ta cứ nói là chúng tôi tôn trọng One China Policy. Một mặt thì tôn trọng của anh China Policy Một mặt thì lại đi vận động cho Đài Loan Vận động cách nào Không có quốc gia nào đồng ý hết Tại vì các quốc gia họ nói Rất rõ ràng Chỉ có quốc gia độc lập đàng hoàng Thì mới là thành viên của Liên Hình Quốc Đó là quy tắc Nếu bây giờ Liên Hình Quốc mà nhận mấy cái đó Rồi tự nhiên cái hội đoàn này Hội đoàn kia cũng muốn làm thành viên à hay là tổ chức uh, NGO nó cũng muốn làm thành viên à No Liên quốc trên nguyên tắc nó là như vậy Ok Rồi tiếp tục à. Nếu quốc hội đóng cửa Thì chuyện gì xảy ra Thì tất cả hoạt động của chính phủ đều bị ngưng hết Đặc biệt là giải ngân Tức là quốc hội không approve Thì không giải ngân được Mà không giải ngân được Chính phủ không có tiền trả không có tiền trả thì tất cả hệ thống của liên bang đóng cửa mà hệ thống của liên bang đóng cửa thì ngân hàng cũng sẽ gặp khó khăn rồi à, trường học cũng sẽ gặp khó khăn sở cả cảnh sát liên bang cơ quan fbi hay là sở di trú sở thuế đều không có tiền đều không có tiền thì phải ngưng lại đóng cửa thì lúc đó đình trệ cả nền kinh tế cả cái xã hội sẽ bị tê liệt Yeah. rồi tiếp tục ok à nước mỹ vỡ nợ nói chính xác là chính phủ biden vỡ nợ trong khi ngân cố mỹ vẫn còn tiền nhưng quốc hội của đảng mà không xì tiền trong biden sự xài vốn phí không phải họ đã đồng ý tháo gỡ một thêm một năm trăm tỷ với điều kiện là cắt giảm chi phí liên bang thì cho biden không muốn cắt tại cắt chỗ nào cũng chết cắt bên giáo dục thì giáo chức nó lên tiếng, các bên uh, phía của môi trường thì đám uh, hoạt động môi trường lên tiếng, các bên phía uh, uh, xã hội thì đám đồng tính sẽ lên tiếng, rồi đám phụ nữ sẽ lên tiếng, mà cắt bên cái việc mà gọi là hỗ trợ cho các cái nghiệp đoàn thì nghiệp đoàn nó sẽ lên tiếng. Vậy cắt chỗ nào? Joe Biden là tìm cách lấy phiếu của những người làm việc trong liên bang những nghiệp đoàn, những cái tổ chức. Bây giờ cắt một cái là cắt chỗ nào? Cho nên Joe Biden không muốn cắt. Mà không cắt thì không nhận được. Không cắt thì không nhận được tiền của quốc hội. đã xếp Thì bây giờ Joe Biden phải chấp nhận thôi. Tại vì trong bản kế hoạch đó, họ cho biết cắt ở chỗ nào hết. Chứ không phải chỉ đơn giản là chỉ nói là cắt giảm thôi. Ở trong đó, họ cắt giảm hết tất cả các ban ngành. Kể cả sở thuế, kể cả cục an ninh nội địa kể cả bên phía của bộ tư pháp họ cắt giảm hết họ viết rất rõ ràng trong cái tập tài liệu 400 trang trong tập tài liệu 400 trang đó là đầy đủ các chi tiết cắt giảm cho chính quyền liên bang tất cả đều nhắm vào những thành phần khuynh tả cho nên cho bên dãy nên không chịu làm ví dụ như là vấn đề chăm sóc y tế cho người già và trẻ em là tuyệt đối không dùng một đồng nào của liên bang để chi cho vấn đề chuyển giới Và cũng không chi cho vấn đề Gọi là bơm học ngôn cho giới chuyển giới luôn Rồi cũng không chi tiền Cho vấn đề mua thuốc phá thai Đó, họ ra lên chi tiết rất đầy đủ Thì Joe Biden Coi như chết đứng rồi Bây giờ chỉ có là thỏa hiệp Còn nếu không là để cho vỡ nợ Nha yeah. Rồi tiếp tục Ok À Biden phải tỏa hiệp vì đường nào cũng thua nếu vỡ nợ không có tiền trả cho đám định thì tôi đã nói quý vị Biden là kẻ xài tiền phung phí ông ta lợi dụng cái đại dịch để chi tiền phung phí cho những thành phần khuynh tả thì bây giờ ông ta trả giá bây giờ đảng cộng hòa cắt hết một là mất phiếu hai là phải để cho đất nước bị vỡ nợ mà khi mà hoa kỳ bị vỡ nợ thì ảnh hưởng toàn cầu ảnh hưởng toàn cầu. Tôi nói quý vị là nền kinh tế toàn cầu sẽ rơi vào hỗn loạn. Lúc đó còn nguy hiểm hơn nữa nha bởi vì ngoài tầm kiểm soát. Ok. Ok à nếu quốc hội đóng cửa tiền đâu chi cho quốc phòng và y tế vậy anh thì ngân sách đã có nhưng giải ngân thì khác tại vì ngân sách mỗi một năm nó đã được soạn từ cuối năm cuối năm trước Ví dụ như cái tài khóa của năm 2023 đã được hoàn tất từ tháng 12 năm 2022. Thì ngân sách đã có nhưng mỗi 3 tháng giải ngân một lần. Mỗi 3 tháng giải ngân một lần. Thì bây giờ nếu đóng cửa thì coi như là không có giải ngân. Không có giải ngân thì coi như tất cả các cơ quan, các công các cái cơ quan đều đều, đều phải bị tai liệt hết. Chính phủ phải đóng cửa thôi. Nha. Rồi à Trung Quốc mà tấn công Đài Loan có thể dẫn tới một thảm họa toàn khu vực không? Trên quy tắc thì không. Nhưng trên thực tế thì có. Quy tắc tức là cuộc chiến này chỉ là cục bộ của eo biển Đài Loan và Trung Quốc thôi. Nhưng trên thực tế, nhiều quốc gia sẽ dùng cuộc chiến này để lấy lại những phần lãnh hải bị Trung Quốc chiếm đóng. Cho nên nó có thể lan động ra khu vực. Đặc biệt là quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa. Nếu cuộc chiến này nổ ra, nhiều quốc gia sẽ tìm cách đánh chiếm lại những đảo mà Trung Quốc chiếm đóng một cách bất hợp pháp. Cho nên nó có thể gây ra một cái uh, cuộc chiến lan rộng là như vậy, nha. Yeah. Hoa Kỳ vỡ nợ ảnh hưởng tới chính sách toàn cầu khí hậu toàn cầu của ông ta không? Yes. Bởi vì trong cái việc cắt giảm này, đảng cộng hòa nhắm vào cái chính sách khí hậu toàn cầu của ông ta, nhắm vào cái chính sách khí hậu toàn cầu của ông ta là trận đứng ông ta thúc đẩy quá nhanh cái tình trạng gọi là khí hậu toàn cầu chính vì vậy mà ông ta dậy nảy lên tức là hoa kỳ sẽ không chi một đồng nào cho việc gọi là giảm sự hâm nóng trên toàn cầu cắt giảm tối đa luôn không chi tiền luôn cho nên ông ta dậy nảy lên đó ông ta không chịu thỏa hiệp đó do đó quý vị đây sẽ là cuộc đối đầu tôi nói là cuối cùng thì người dân mỹ sẽ chứng kiến ai làm việc cho quốc gia và ai làm việc cho những cái nhóm quyền lợi. Quốc, làm việc cho quốc gia tức là cái uh, mức của 330 triệu dân. Tức là toàn quốc. Còn một nho, một thiểu số đặc quyền đặc lợi thì nó chỉ có vài trăm ngàn, một vài triệu thôi. Là cao lắm rồi. Thì đây là tôi gọi là nhóm thiểu số. Trong khi họ đưa ra ngân sách này là cắt giảm mức thâm thủng ngân sách 4.500 tỷ Mỹ Kim trong vòng 10 năm tới. Thì cái đó là làm việc cho toàn quốc đó Làm việc cho 330 triệu dân đó. Giảm đi cái gánh nặng cho người dân Nhưng mà cái đám đặt, đặt, đặt quyền đặt lợi này Nó vẫn muốn chấm mút cái bình sữa của chính phủ Do đó cái sự khác biệt là nằm chỗ này nha yeah. Rồi tiếp tục à, Nếu ngủ giác đài mà đóng cửa Thì Trung Quốc tấn công Đài Loan Biden mở lại cửa hoạt động công chú nó no, Ngủ giác đài vẫn hoạt động họ đóng cửa tức là những nhân viên dân sự của họ không làm việc. Những nhân viên dân sự của họ ở ngũ giác đài không làm việc thôi. Nhưng mà bên khâu quân sự thì túc trực 24 trên 24. Túc trực 24 trên 24 các quân nhân đều phải làm việc. Còn cái khâu dân sự ở ngũ giác đài có thể sẽ không có lương. Tại ngũ giác đài có hai phần thành phần. Phần dân sự và phần quân sự. Phần quân sự là ưu tiên đầu tiên là cái an ninh quốc gia. Do đó, họ làm việc 24 trên 24. Nhưng thành phần dân sự thì kẹt đảng. Nha. Yeah. Rồi, tiếp tục. À, chính phủ Mỹ mà đóng cửa thì coi như hết phim coi đây là à, gì đây? chính trị ở Mỹ à, quá hiểu vì tôi ở đây 38 năm rồi. Thật sự, đâu phải lần đầu tiên. Quý vị còn nhớ các đời tổng thống thì vẫn có những cái lần chính phủ đóng cửa đôi khi vài ngày đôi khi mà lần dài nhất là lần của ông trump đó kéo dài một tháng mấy gần hai tháng thì quý vị cuối cùng đôi bên phải thỏa hiệp thôi và ông trump phải thỏa hiệp tại vì khi mà đóng cửa như vậy hành pháp là nơi chịu trách nhiệm cuối cùng tức là tổng thống cho nên quý vị kỳ này joe biden sẽ kẹt rồi đó nha rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trả lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.